review phát triển của khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn 2. Hiện nay chúng ta đang đi trên trục đường 35 là trục đường chính huyết mạch tại vị trí ở giữa trung tâm của khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Và trên hình ảnh video của bạn đó chính là giai đoạn 2 của khu công nghiệp Phú Hà. Chúng ta đi theo hướng từ ngã ba Gò Gai vào với trung tâm của thị xã Phú Thọ và đến điểm giữa. Chúng ta sẽ nhìn thấy phần phía bên tay phải, hiện nay đó là giai đoạn 2 đang phát triển của khu công nghiệp Phú Hà. Và đây là hình ảnh của nhà máy sản xuất linh kiện điện tử vô cùng tuyệt vời. Bên tay trái của chúng ta đang là hình ảnh của nhà máy đang được xây dựng một cách rất khẩn trương, được thi công với tốc độ vô cùng tuyệt vời. Và rất nhiều các máy móc thiết bị cũng như việc tuyển dụng công nhân về đây được diễn ra liên tục. Và rất nhiều việc công nhân đã tụ về đây để có thể chuẩn bị cho việc là bắt đầu đi vào hoạt động của nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ở đây. Và dự kiến nhà máy này lên đến hàng vạn công nhân. Và hiện nay thời điểm sắp tới vào khoảng 1 đến 2 tháng nữa thì sẽ có khoảng 8.000 công nhân. Và chúng ta đi tiếp theo trục đường này sẽ là sự phát triển tiếp tục của khu công nghiệp Phú Hà. Đây là hình ảnh của việc đã san nền làm hạ tầng một cách đồng bộ. Và chúng ta đang nhìn thấy rằng câu chuyện diễn ra về việc là hiện trạng hạ tầng phát triển của khu công nghiệp không còn là vấn đề thông tin mà thực trạng hiện nay đã tạo ra đà phát triển vô cùng mạnh mẽ. Đã có rất nhiều khu công nghiệp chúng ta thấy rằng là diện tích rất là lớn và quy mô rất là lớn. Thì đây là một trong những khu công nghiệp, đó là khu công nghiệp Phú Hà với 305 hectare. Và dự kiến là chúng ta sẽ có rất nhiều các doanh nghiệp ở các lĩnh vực như là Hàn Quốc, Trung Quốc đã đổ về đây để tạo đà phát triển cho Phú Thọ lên thành thành phố vào năm 2025. Việc đầu tư công kết nối hạ tầng giữa cao tốc Phú Thọ Tuyên Quang và Tuyên Quang Hà Giang cũng làm cho điểm nút giao IC9 của Nội Bài cao tốc Lào Cai tạo thành một điểm nhấn vô cùng lớn cho hạ tầng phát triển của Phú Thọ. Cũng như chúng ta thấy rằng trong giai đoạn 2022 đến 2026 thì việc phát triển đầu tư công là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Và đây là hình ảnh của phát triển của khu công nghiệp Phú Hà. Chắc chắn rằng bất động sản tại nơi đây sẽ có những tiềm năng tăng giá vô cùng lớn. Và nếu bạn đang quan tâm đến một nơi mà có tất cả những yếu tố như là bất động sản ven khu công nghiệp, hạ tầng phát triển đồng bộ và kết nối cùng với yếu tố quy hoạch lên thành phố và nơi tụ dân cư có nhu cầu cao về việc ở và kinh doanh, thì hãy đến với thị xã Phú Thọ và Trần Xuân Bình sẽ rất là vui để đưa bạn đi xem trực tiếp các vị trí lô đất mang được tính hiệu quả và đầu tư nhân tiền trong thời gian tới, đặc biệt quan tâm đến vị trí bất động sản ven khu công nghiệp này. Comment xuống dưới video này để Trần Xuân Bình có thể hỗ trợ cho bạn được tốt nhất.